Để chạy cái motor này các bạn sẽ cấp cho nó bằng cái adapter 12V nhé. Rồi bây giờ tôi cắm điện này. Đó, nó sẽ kêu như vậy đó. Chúng ta sẽ từ từ chúng ta tăng cái volume này lên. Tốc độ rất là cao luôn đó. Xin chào các bạn. Video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn là làm một cái máy mài bằng cái ổ đĩa cũ. Thì máy mài mà bằng cái ổ cứng thì trên mạng hướng dẫn nhiều rồi. Tuy nhiên nó cũng hơi khó sử dụng, do cái motor nó chìm xuống dưới. Phần này hướng dẫn các bạn là dùng cái ổ đĩa. Cái ổ đĩa này các bạn mua trên mạng được nhiều lắm, giá nó mềm mà các bạn tìm nó cũng dễ lắm. Sau khi có cái ổ đĩa các bạn sẽ tháo ra. Chúng ta sẽ giữ lại cái phần khung này. Trong cái ổ đĩa này các bạn sẽ thấy nó có hai cái motor lật bên dưới này. Đây là cái motor để đẩy cái mắt qua lại. Còn đây là cái motor quay đĩa. Chúng ta sẽ bỏ bớt cái motor này đi. Motor này là cái motor bước này. Đây, motor bước. Đây, các bạn sẽ... Cái phần motor này giờ tôi sẽ tháo ra cho các bạn coi này. Đây là cái mặt bên trong của cái motor nha các bạn. Các bạn sẽ thấy này, ở trong cái motor nó sẽ ra đúng có 3 đường thôi. Nhưng ở cái phía ngoài này các bạn sẽ thấy là có 4 đường. Giờ tôi sẽ sử dụng cái đồng hồ tôi đo cho các bạn xem là cái đường nào chúng ta không sử dụng. Chúng ta sẽ đo cái chân 1 và chân số 2. Các bạn thấy kim lên ha. Chân số 2 với chân số 3 kim lên. Còn chân số 4 các bạn đo với bất kỳ chân nào nó cũng không lên ha. Số 4 với số 1 này, thấy không? Số 4, số 2 này đều không lên hết. Chúng ta sẽ sử dụng chân chân 1 2 3, 3 chân đầu. Tức là cái đường mà nó đưa dây ra đây này. Chúng ta sẽ bỏ cái chân ngoài bìa này đi. Còn lại là sử dụng 3 dây thôi. Cái đường số 4 này chúng ta sẽ bấm bỏ đi. Còn lại 3 đường thì các bạn sẽ chia là 3 dây. Sau khi xác định xong các cái đầu dây này, các bạn sẽ úp lại cái đế cũ của nó. Chúng ta chỉ mở ra để xác định cái đầu dây của nó thôi. Cái đây cái motor này, motor không chổi tham, ra 3 đầu dây. Bây giờ muốn chạy được cái này thì các bạn cần một con ESC. ESC này tôi mua ở trên mạng là 101 này. Nếu các bạn mua được ở tiệm thì nó rẻ hơn nha. Các bạn cứ ra hỏi mua ESC nó sẽ có. Dịch nên nó chuyển hàng về lâu lắm các bạn. Con ESC này nó chạy với điện 12V, con này là chịu dòng là 30A. Họ sẽ gửi kèm cho mình một con cái để tạo xung ha, con này để test servo thôi. Nhiệm vụ của con này là tạo ra xung. Con này tạo xung này. Các bạn sẽ chỉnh ở trên đây. Thay đổi tần số phát xung và cái xung này nó sẽ kích cho cái ESC này. Màu nâu, màu đỏ và màu vàng sẽ tương ứng với âm, dương và tín hiệu. Các bạn sẽ thấy này, ở bên đường out này của bộ phận tạo xung này, nó sẽ có dấu trừ, dấu cộng và chữ S. Sẽ là tương ứng với màu nâu, màu đỏ và màu cam. Bây giờ chúng ta sẽ cấp nguồn 12 vào 2 dây này. Còn 3 dây này, các bạn sẽ đưa ra cái motor kia. Ba đường này các bạn sẽ gắn bất kỳ vào ba đường dưới này thì các bạn gắn kiểu gì cũng được. Tuy nhiên là cái cách gắn của mình nó sẽ làm cho cái này quay thuận hoặc quay ngược. Nếu các bạn muốn nó thay đổi chiều quay thì các bạn đảo dây ở đây nhé, đảo 2 trong 3 giây nó sẽ thay đổi chiều quay.
Để chạy cái motor này các bạn sẽ cấp cho nó bằng cái adapter 12V nhé. Rồi bây giờ tôi cắm điện này. Các bạn thấy đèn nó sáng không? Đó, nó sẽ kêu như vậy đó. Chúng ta sẽ từ từ chúng ta tăng cái volume này lên. Hào hào giữ máy quay cho anh với. Đi vậy. Tăng lên nữa nữa nha. Tốc độ rất là cao luôn á. Bây giờ thử mài dao thử nha. Từ từ tăng lên. Tốc độ rất là cao luôn á. Motor này nó khỏe ghê lắm. Giờ tôi tăng lại xong rồi tôi ngắt nguồn cho các bạn xem này. Chúng ta sẽ từ từ chúng ta tăng lên. Giờ tôi sẽ ngắt nguồn nha. Chúng ta sẽ ngắt nguồn. Bây giờ chúng ta sẽ có điện lại này. Các bạn sẽ thấy nó sẽ không kích được. Chúng ta sẽ bắt buộc chúng ta phải nhả cái điện trở. Cái biến trở này chúng ta bắt buộc phải nhả về số 0, xong từ từ chúng ta tăng lên thì nó mới bắt nhịp được. Chứ kích sẵn cái xung cao vào nó sẽ không quay được ha. Như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn xong cái motor máy mài sử dụng từ cái ổ đĩa cũ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.